Cực nạp vào bột đạn, Nông Văn Toán rất là nhanh. Các vận động viên chuẩn bị đạn là Nông Văn Toán, Vi Văn Hùng, Nguyễn Duy Công và đằng xa là Nguyễn Tuấn Em. Cảnh giới. Mục tiêu 500m. Chúng ta cũng đã có thể thấy là mục tiêu Mục tiêu 2 đã bị tiêu diệt. Hai phát đạn diệt hai mục tiêu đầu tiên. Thừa một quả đạn xuất sắc. Và như vậy đội tuyển 01 đã được thưởng cho quả đạn đầu tiên. Vâng, họ đã được thưởng một quả đạn thừa. Tuyệt vời. À, một quả đạn thừa được tính là bao nhiêu giây? Đối với một quả đạn thừa này thì chúng ta sẽ tính được thưởng 30 giây. Wow. Nhưng vậy điều kiện là chúng ta phải tiêu diệt được mục tiêu thứ 3. Tiêu diệt tất cả mục tiêu. Đúng rồi, chúng ta còn phải chờ đợi mục tiêu thứ 3. Bây giờ sẽ tiếp tục có 3 mục tiêu đang chờ đợi. Hôm nay khẩu đội FPG chính chúng ta sẽ vượt qua rào chui. Đối với nội dung này thì khẩu đội chúng ta sẽ vận dụng các cơ thể vận động trên trường trường. Ở đây cũng ta có thể thấy là khẩu đội công khu số 1 chúng ta sử dụng động tác lê, lê thấp và động tác bo thấp. Wow, có một đồng chí đang bị mắc lại ở dây thép gai. Không phải mắc lại mà là đây là một đồng chí để vận chuyển cả súng. Như vậy với vòng thi đầu tiên của mùa 3 này, chúng ta thấy bài tập khó hơn rất nhiều so với cả những mùa giải trước. Bởi vì mùa giải trước thì chỉ có người phải cơ động thôi, nhưng bây giờ cả SP19 cũng phải cơ động qua hàng rào thấp. Nhưng mà đội tuyển quốc 01 đã ra quân một cách đầy tự tin với những cái xung lực mạnh mẽ. Vâng. Và ở trong trận địa phát triển chúng ta cũng đang thấy là khẩu đội trưởng đã năm. Nội dung này thì chúng ta phải giả bằng thấp vì mục đích là chúng ta đang ở gần địch, nên chúng ta phải giả bằng thấp để hạ thấp trọng tâm cũng như là hạ thấp phạm vi quan sát của địch đối với chúng ta. Chúng ta lúc này chúng ta sẽ dùng súng giả bằng thấp để bắn tiêu diệt mục tiêu. Vâng, hai lô cốt đã bị bốc khói nghi ngút. Tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu là tượng trưng cho sở chỉ huy địch. Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ phải tiêu diệt chỉ huy thông tin, sau đó đến thăm bộ tham mưu và cuối cùng là sở chỉ huy. 11, rồi đi 600m. 600, đi 600m. 3 phần bắn với 3 viên đạn xuyên. Các đội tuyển đầu tiên sẽ tiêu diệt phần bắn 1. Với những viên đạn xuyên này thì đây là phần thi nâng cao hơn. Dạ vâng. Và hy vọng rằng đội tuyển quân khu 1 của chúng ta, những nhà cựu vô địch, họ sẽ có sự mở màn xuất sắc. Vâng, xuất sắc. Cầu trưởng lên kiểm tra nhá. Được chưa? Được. Xong. Đội tuyển quân khu 1 chính là đội tuyển vô địch đầu tiên của chương trình quân khu số 1 thách đấu. Vâng, chúng ta cũng đã thấy là giá bắn thấp với đạn xuyên. Rất khó. Đã kiểm tra xong. Ngắm lại đi, ngắm lại đi. Rồi. Được, được, được. Được nhá. Được. Rất hồi hộp. Chú Phong, chú Phong. Chúng ta có thể thấy là chưa viên thấy đạn. Viên đạn ở trên mục tiêu. Viên đạn đã đi ra khỏi mục tiêu. Thấy mục tiêu. Như vậy chúng ta có 3 mục tiêu, 1, 2, 3. 1, 2, 3 thứ tự bắn là từ mục tiêu 1, mục tiêu 2 sang là mục tiêu 3. Vâng. Không hề dễ. 600 nhá. 600 rồi. 600 nắm giữa không được. Báo đi. Báo đi. Báo. Không được đạn. Đạn đạn. Còn lúc này là khẩu đội chúng ta đang gặp chút sự cố. Đó là lắp đạn vào. Đang báo lỗi rồi. Đang báo lỗi. Trọng tài sẽ phải dừng thời gian chứ ạ. Dạ vâng, lúc này trọng tài chúng ta sẽ phải dừng thời gian ngay để có được sự công bằng cho đội tuyển quân khu 1. Vâng, đội tuyển quân khu 1 của chúng ta có sự khởi đầu rất thuận lợi, nhưng bây giờ họ đang gặp một chút trục trặc và trọng tài thượng tá Đỗ Viết Thắng đang kiểm tra lại. Gọi quân khí lên thông đồng. Và chúng ta cũng đã thường xuyên thấy trong thực chiến như thế này. Thông đồng ạ. Đối với súng FPG9T2 này thì sau khi bắn mỗi viên thì chúng ta thường chúng ta sẽ kiểm tra. Nhưng mà đối với điều kiện chiến đấu thì chúng ta có thể là chúng ta 2-3 viên hoặc là có thể nhiều hơn chúng ta kiểm tra. Nhưng với điều kiện là súng sạch thì chúng ta mới bắn tiếp. Còn lại không sạch tức là nòng bẩn, chúng ta phải tiến hành thông nòng để đảm bảo cho quá trình bắn được chính xác.
thì bắn tí quái nó vào nhỉ. Là chả đích phải thì tôi chỉ cần như vậy thôi. Thôi được. Đây là lần đầu tiên mà trong chương trình Quân khu số 1 Thạch Đầu chúng ta thấy rằng là cái thông nòng này có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Bởi vì đã rất là nhiều lần chúng ta được quan sát thấy các đồng chí thường xuyên phải thông nòng, đúng không ạ? À, nhưng chúng tôi chưa hiểu được hết cái ý nghĩa này thì đưa chúng ta thấy là đó. Cái việc sử dụng bắn 3 mục tiêu xong là chúng ta sẽ phải lau sạch nòng. Tại vì quá trình nổ là khói súng, khói thuốc là nó sẽ đọng và bám lại ở trong nòng súng. Điều này có ảnh hưởng gì tới kết quả của đội tuyển Quân khu 1 không? Đối với nội dung này thì nếu chúng ta để nòng bẩn và chúng ta cứ vài bắn thì có thể sẽ xảy ra sự sai lệch trong quá trình đang bay, thì sẽ mục tiêu nhưng lúc ta sẽ không trúng mục tiêu. Thì lúc này khẩu đội chúng ta không phải thông nòng để đảm bảo chính xác hơn. Nhưng vậy nó có bị tính vào thời gian của đội tuyển Quân khu 1 không? Đối với nội dung này thì qua gọi là sự trao đổi hội ý giữa ban tổ chức và tổ trọng tài thì lúc này thời gian chúng ta sẽ được dừng lại bấm trừ đi. Vâng, trừ thời gian thông nòng. Tuy vậy thì có lẽ là đội tuyển Quân khu 1 đã bị mất điểm, bị điểm trừ về việc không thông nòng. Và tất nhiên rồi, cái viên đạn thứ 3 đã không trúng đích cũng là do kết quả của việc hai viên đầu tiên bắn xong chúng ta chưa thông nòng. Cái này quá trình bắn các khẩu đội phải thường xuyên kiểm tra về kỹ thuật của vũ khí để quá trình bắn ra làm sao để đảm bảo chính xác và tránh xảy ra hỏng hóc trong quá trình chúng ta bắn. Vâng, quý vị thấy công việc quân sự nó khó như vậy đó. Nó phải hết sức chính xác, khoa học và đảm bảo tuyệt đối những cái quy định về trang bị vũ khí. Vâng, và có lẽ là những cuộc thi như này thì có thể đem đến cho chúng ta rất là tình huống nhá. Vâng, và có lẽ khán giả cũng hiểu được là những nhiệm vụ quân sự không hề dễ dàng một chút nào cả. Và đội tuyển quân khu 1 đã tham gia chương trình của chúng ta trong mùa giải thứ 3. Họ có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, cũng giống như rất là nhiều những đội tuyển khác. Nhưng trục trặc thì có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Được rồi. Hello. Qua nhá. Số 2 chưa đóng khóa nòng nhá. Vâng. Quân khu 1. Quân khu 1. Thằng bằng đi. Được. Được. Được chưa? Được. Xong. Quay. Bắn. Wow. Vâng, phát đạn thứ hai chúng ta đã được xác nhận là phần mục tiêu thứ hai thì đã bị tiêu diệt, viên đạn đã xuyên qua phần thứ hai của mục tiêu. Còn bây giờ sẽ là viên đạn thứ ba, và mỗi đội tuyển có 6 viên. Ngắm vào ba, ngắm là chín mét, một phát mét trái gì? Em ngắm mét trái rồi. Ngắm chưa? Ra ngoài bia luôn được chưa? Ngắm ra ngoài bia được, đừng cao lên một tí. Được, được. Ngắm ngoài bia cao một tí nhá. Được. Mép trái bia, mép trái bia. Mép xanh ấy, mép xanh ấy. Xong. Được. Mép xanh nhá. Xong, xong. Vậy, bắn. Wow. Viên đạn đã xuyên qua mục tiêu. Đối với mục tiêu số 3 này, chúng ta có 3 viên đạn xuyên lỏng. Thì vừa rồi khẩu đội của quân khu 1 chúng ta đã bắn hết 3 viên.